này thiện hiện vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh vì pháp không quên mất thanh tịnh nên a la hán quả thanh tịnh vì sao vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh hoặc pháp không quên mất thanh tịnh hoặc a la hán quả thanh tịnh đều không hai không hai phần không phân biệt không đoạn diệt vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên a la hán quả thanh tịnh vì sao vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh hoặc a la hán quả thanh tịnh đều không hai không hai phần không phân biệt không đoạn diệt này thiện hiện vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh tịnh vì trí nhất thiết thanh tịnh nên a la hán quả thanh tịnh vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc A-la-hán quả thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thanh tịnh, nên A-la-hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc A-la-hán quả thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên tất cả pháp môn đà la ni thanh tịnh, vì tất cả pháp môn đà la ni thanh tịnh nên A-la-hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn đà la ni thanh tịnh, hoặc a la hán quả thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên tất cả pháp môn tam ma địa thanh tịnh. Vì tất cả pháp môn tam ma địa thanh tịnh, nên a la hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn tam ma địa thanh tịnh, hoặc A-la-hán quả thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên dự lưu quả thanh tịnh, vì dự lưu quả thanh tịnh nên A-la-hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc dự liêu quả thanh tịnh, hoặc A-la-hán quả thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên nhất lai bất hoàn quả thanh tịnh. Vì nhất lai bất hoàn quả thanh tịnh, nên A-la-hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhất lai bất hoàn quả thanh tịnh, hoặc A-la-hán quả thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh, vì quả vị độc giác thanh tịnh nên A-la-hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, hoặc A-la-hán quả thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đạn diệt. Này thiện hiện vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh. Vì tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh, nên A-la-hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh, hoặc A-la-hán quả thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh. Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên A-la-hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh hoặc A La Hán quả thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt.